Xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với Tin Hit TV, nơi liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và hot nhất ở trong nước và trên toàn thế giới. Sau đây là bản tin của chúng tôi. Viện kiểm sát cấp cao đề nghị bác tất cả kháng cáo của ông Hà Văn Thắm, khẳng định bản án sơ thẩm không tuyên oan, không sai. Viện kiểm sát đề nghị giữ nguyên mức hình phạt chung thân với cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm. Sáng ngày 26 tháng 4, đề nghị hướng giải quyết với nguyện vọng kháng cáo của 26 người trong vụ án xảy ra tại Ocean Bank. Đại diện viện kiểm sát cấp cao cho rằng bản án sơ thẩm do Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên với các vị là có căn cứ, không oan sai, mức hình phạt có sự phân hóa hợp lý. Do vậy, viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của 20 bị cáo, trong đó có các ông, bà, Hà Văn Thắm, Nguyễn Xuân Sơn, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Ocean Bank, Lê Thị Thu Thủy, cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank, Nguyễn Văn Hoàn, cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank, Hứa Thị Phấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty Phú Mỹ, Phạm Công Danh, cựu chủ tịch tập đoàn Thiên Thanh, cùng một số lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch Ocean Bank trên cả nước. 6 người còn lại được viện kiểm sát đề nghị giảm hình phạt, gồm Vũ Thùy Dương, Đỗ Đại Khôi Trang, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thu Ba, các cựu giám đốc khối hội sở Ocean Bank, cùng Trần Anh Thiết, Nguyễn Phan Trung Kiên, lãnh đạo cấp chi nhánh. Viện kiểm sát cho hay đề nghị chấp nhận một phần kháng cáo nhưng không chấp nhận nguyện vọng miễn trách nhiệm hình sự hoặc đổi hình phạt. Theo viện kiểm sát, suốt 4 ngày tranh tụng và cho tới tận sáng nay, các bị cáo không trình bày thêm được tình tiết nào mới. Trong suốt gần 1 tiếng viện kiểm sát đọc bản luận tội, ông Hà Văn Thắm đứng ngay ngắn, hướng ánh mắt về phía công tố viên chăm chú nghe. Ông Nguyễn Xuân Sơn đứng thả lỏng nhưng không nhìn viện kiểm sát. Bà Nguyễn Minh Thu sau biết bị bác kháng cáo thì ngồi lặng im, gương mặt thất thần, nhiều bị cáo khác cúi thấp đầu. Theo án sơ thẩm, cựu chủ tịch Ocean Bank Hà Văn Thắm bị tuyên phạt hình phạt chung là tù chung thân vì 4 tội, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, 19 năm tù, tham ô tài sản, tù chung thân, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù. Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, 18 năm tù. Ông Sơn bị phạt tử hình vì 3 tội, tham ô tài sản, cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. 24 bị cáo còn lại bị tuyên mức hình phạt từ 24 tháng cải tạo không giam giữ tới 22 năm tù giam về các tội, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay. Tại phiên phúc thẩm, ông Thắm kháng cáo xin xem xét hai tội danh tham ô tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, xin xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự với tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan với hai tội tham ô và lạm dụng, xem xét phần trách nhiệm dân sự. Nhóm các bị cáo là lãnh đạo chi nhánh, phòng giao dịch Ocean Bank trên cả nước kháng cáo xin miễn hình phạt, trách nhiệm hình sự, đổi hình phạt. Cảm ơn quý vị đã xem video tin tức của chúng tôi. Xin hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Tin Hit TV của chúng tôi, để chúng tôi lấy động lực và cho ra nhiều video hơn nữa. Xin cảm ơn.